Xin chào tất cả các bạn thân mến đã đến với chương trình Người Tốt Việt Tốt. Mình tên là Hoàng Như Anh, năm nay mình 9 tuổi. Kỳ nghỉ vừa rồi mình đã sang nhà bà chơi và mình giúp bà được rất là nhiều việc như là quét nhà này, rửa bát này, cho gà ăn này, lau nhà này, lau bàn này. Nhưng mình vẫn thích nhất là việc cho gà ăn, vì mình giúp những chú gà đỡ đói này, lại còn được trò chuyện cùng những chú gà nữa. Còn các bạn thì sao? Hãy kể cho mình nghe nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.